Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xử lý hoạt động du lịch trái phép bằng xuồng máy trên mặt hồ Xuân Hương vì đã có hành vi xâm phạm đối với phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Kiểm tra thực tế thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng nhận thấy tại khu vực hồ Xuân Hương phát sinh hoạt động du thuyền chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động theo quy định tại Nghị định số 67/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Theo ghi nhận thực tế, vào hôm nay 22 tháng 6, ở dưới lòng hồ có khoảng 30 xuồng nhỏ gắn động cơ, trong đó có một số xuồng đang hoạt động trên mặt hồ phục vụ du khách. Các xuồng này do du khách tự lái để tham quan di tích thắng cảnh cấp quốc gia Hồ Xuân Hương. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, hoạt động du lịch bằng xuồng máy theo hình thức thế này gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng du khách và ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu vực Hồ Xuân Hương.